Bure. Rất nhiều phụ nữ có da nhờn, vì thế Bure cho bạn sữa massage và rửa mặt chống nhờn Bure All Control. Thoa sữa lên mặt mà không dùng nước, massage 20 giây để làm tan bã nhờn, massage lại với nước và rửa lại bằng nước sạch. Làn da tươi sáng và hết nhờn, Bure All Control, sản phẩm chất lượng cao.